Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Và đây là màn hình tải game mới. Ok. Đây, xin thưa quý vị và các bạn, thật là một cảm giác thật là tuyệt vời. Đây, lần đầu tiên của chúng ta được tiếp cận vào bản. Và các bạn có thể thấy gì chưa? Cái vùng đất ở cái viền này nó đã khác đi rồi. Vâng, nó khoảng cách thêm được khoảng 1-2 ô nữa rồi anh em ạ. Wow. Hãy đưa ra cảm nhận của quý vị và các bạn ở phần bình luận cho mình biết nào. Vâng, cái gì đây, là cái gì đây? Thác nước huyền thoại. Trời ơi. Trời ơi anh em ơi. Cái lúc mà có thác nước thì mình chưa được chơi. Vâng, bây giờ Supercell vâng đã lắng nghe người chơi và Supercell đã đưa về trở lại rồi. Thật là tuyệt vời anh em ạ. Và chúng ta đây, Super Troop của chúng ta đây rồi anh em ơi. Cái gì đây? Đó, anh em thấy chưa? Đúng như những gì mà mình đã làm video cho anh em nhá. Vâng, hé lộ từ rất sớm rồi. Và chúng ta sẽ thử thanh niên nào mới đây nhỉ? Vâng, từ từ đã. Mình sẽ review trải nghiệm cho anh em tất cả những cái gì mới ở trong cái bản cập nhật mùa xuân năm 2020 này các bạn nhá. Vâng, thực sự là tuyệt vời. Đây rồi, vâng, thông báo. Vâng, cảm ơn anh. Em làm đây rồi. Bây giờ chức năng xin lính nào. Để chốc nữa đánh một trận rồi về mình sẽ xin. Nhưng mà đây, hiện tại thì các bạn nhìn vào cái hồ sơ này của mình thì là sẽ thấy là chúng ta cần phải nâng cấp thêm Valkyrie. Vâng, đã xóa hết mấy cái lịch sử thi đấu rồi. Vâng, may quá, chưa nó mới mình vừa mới quay xong. Thôi bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Nhiều thứ để nâng ấy. Rồi mình sẽ đây, đây. Đó các bạn nha, như vậy là đơn vị lính của chúng ta là Valkyrie sẽ lên một cấp độ này. Minion lên một cấp này. Mấy cái này nó vẫn thế này. Vâng, độc dược lên. Độc dược là một thứ mà mình rất cần. Và mình sẽ đập luôn các bạn nha, bởi vì mình đánh rồng mà. Ok, trải nghiệm luôn cho anh em và đã mắc. Tiếp theo là Goblin. Goblin nằm trong siêu lính. Goblin với cả Barbarian là cần phải lên một trong hai thằng này. Thì mình sẽ xin Barbarian trước nha. Rồi, đâu rồi? Vâng, đập tết tôi là nhòe luôn, lên mắc luôn nào. Vâng, cái thằng nào tốn tiền hơn để mình xem. Vâng, mình có mấy cái thần chú kia thì... À, thằng này nhiều tiền hơn, vâng, mình đập thằng này luôn. Và như vậy là Barbarian đã mắc cấp độ. Anh em thấy phê không? Phê không? Rồi, bây giờ mình sẽ đập tiếp để xem có cái lính nào nữa không nào. Như vậy là hết dầu đen phải không? Vâng, 214.000. 214.000 à. Thì phải nâng tiếp cái gì nữa nhỉ? Thì nâng thằng này lên. Nhưng mà thằng này thì có sách không? Thì để mình phải kiểm tra lại các bạn nhá. Vâng, nhiều thứ để nâng quá mà. À vâng, như vậy là mình có cái búa ở đây rồi. Vâng, búa ở đây. Vâng, quá phê luôn rồi anh em ạ. Mình sẽ nâng mắc cho anh em xem trước nha. Nâng mắc cái con này luôn. Đập phát này. Ok này. Rồi, như vậy là mình đã đập mắc toàn bộ trong bản đập update này này. Rồi là bốn cái siêu lính là đã được mắc rồi đúng không anh em? Giant này, Goblin và Barbarian với cả là công thành binh. Như vậy là đập mắc bốn lính rồi nè. Rồi tiếp theo là mắc kiếp cho spell này. Rồi như vậy là 250.000. Cái này 300.000. À mình rút ra trong kho. Thiếu gì tiền. Vâng, tiền tới đầy luôn. Vâng, tiền tới đầy luôn các bạn ơi. Vâng, rồi giờ thì sẽ đập khoảng 250.000 này. 250.000 cho cái thanh niên nào đây? Valkyrie à? Valkyrie mình ít chơi. Vâng, sẽ nâng minion. Nếu không thì chốc nữa đi đánh một trận nữa về rồi mình nâng tiếp. Thôi mình sẽ nâng minion đi. Ok, nâng minion đi. 15 ngày anh em ạ. 15 ngày, 12 giờ. Ok này, là coi như xong nha anh em nhá. Tiếp đến là gì nữa nhỉ? Ui, phê quá. À, mình còn trong này, mình còn chưa lấy thưởng đây. Ui dồi ôi. À không, mình sẽ phải nâng cấp tiếp. Mô tả đâu rồi? Mô tả anh em ơi. Mô tả nâng. Ấy dài, đâu nhá. Đưa ra đây. Vâng, đập tuét rồi lại nghe gem to max này. Một hit. Vâng, như vậy là mình có sách công trình mà đúng không? Nâng cái này, vâng, có vé vàng ở chưa có nên nâng hết 16 ngày đây các bạn này. Mình sẽ đập luôn cho anh em xem nhá. Và bây giờ là đam sát thương là 34 với cả là máu 38 với cả là máu là 980 này. Mình sẽ cho anh em xem nhá. Đập quả Phoenix này.
Ok, xin một tràng pháo tay nào anh em ơi. Quá long lanh luôn. Vâng, Long Thị Lanh đến từ em mô tả này. Vâng, nhìn nó khác bọt lắm anh em ạ. Vâng, đúng như những hình ảnh mà mình đã review cho anh em nhá. Đấy, vâng, cực kỳ trông gai, vâng, cực kỳ xanh luôn. Phê. Cảm xúc lúc này của mình là siêu phê. Vâng, các bạn nghĩ như thế nào về thanh niên này? Còn mình thì rất phê rồi. Quá đẹp luôn và ngầu lòi. Vâng, đại quản giáo ơi, em có lẽ em đi vô trong này cho anh cái. Đấy, em vào vào đấy đi. Rồi, bây giờ còn trụ Archer đâu? Vâng, đập được Archer nhưng mà từ từ đã. À, nâng được tường, nâng được tường. Ui ôi, 6 triệu. Từ từ, 6 triệu mình sẽ rút ở trong này ra, mình đập tiếp. Vâng, có 6 triệu. Vâng, nhà có điều kiện mà, ngại gì vết bẩn. Đập phát nào anh em. Ok, 6 triệu. Và các bạn còn được nâng nữa lên là để xem. Bây giờ là mình còn phải có 49 viên nữa để nâng. Đó các bạn nha. Anh em lưu ý nha, lên bây giờ được nâng thêm là 50 viên và mình vừa mới đập một phát rồi. Vâng, hơi nghịch dại tí, đáng ra là nên nâng bằng cái dầu tím. Thôi thì không sao. Vâng, King Queen thì hết mức rồi, mắc rồi. Rồi ok, chuẩn bị tiếp nào. Tiếp đến phần nữa nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review cho các bạn nhá. À, như vậy là cần dầu đen à. Thôi không sao, hết dầu đen thì tôi có cục đá dầu đen ở đây. Sử dụng. Ok các bạn nha. Và như vậy là mình đã có full dầu đen ở đây rồi. Thì mình sẽ đánh con gì nhỉ? Mình chưa nghĩ ra là đánh con gì. Thôi thì mình chơi Barbarian đi. Barbarian. Chơi. À, mình chơi thử. Vâng, chơi thử cho anh em xem trước này. Đứa giời ơi, vâng, đúng như những gì mình đã review cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem Barbarian nó như thế nào này. Let's go buddy. Ok. Vâng, có binh nhảy ở đâu nào, có binh nhảy. Vâng, đánh căng cò. Cắp hai bên đây đã. Ok. Vâng, như vậy là bị Expo nó bắn. Vâng. Thả cái hôi máu ở đây xem nào. Vâng, tua vào. Vâng, chiến đấu đi nào các em. Vâng, có binh nhảy ở đây này. Vâng, như vậy là cậy quân đông. Và đúng như vậy là các bạn có thể thấy là Barbarian, Super Barbarian nó có vâng, cuồng nộ trong những pha thi đấu đầu tiên nhá. Mỏ chim đã hoảng rồi. Vâng, sẽ là một pha hồi máu ở đây. Vâng, cứu. Vâng, tiếp tục là một bình nhảy ở đây nữa. Và một bình nhảy ngoài này. Wow, banh xác luôn anh em ạ. Vâng, Queen cấp 1, ăn nó. Vâng, quên cho nó đánh thằng King ở dưới này rồi, nhưng không sao. Úi dồi ôi. Vâng, như vậy là các bạn có thể thấy là nó chém kinh khủng khiếp luôn nhá. Vâng, đội quân của mình này. Vâng, đánh tung chảo luôn. Cánh dưới này thì nó vẫn đang chiến đấu với thằng King. Vâng, chấp không? Hồi oẳng rồi, không sao. Vâng, chờ đấy. Vâng, chúng nó chém cực kỳ gắt luôn anh em này. Wow. Vì ra tự bịt cái mô tả này lại đã. Rồi, xúc nó kìa, xúc thằng kinh. Chết tòi luôn. Trải nghiệm quá phê luôn anh em ạ. Vâng, các bạn nghĩ sao về cái bản này? Vâng, mình thấy thích lắm rồi đây. Ok, BD, đã ăn chưa? Vẫn còn. Lên anh em ơi, lên rồi. Vâng, trải nghiệm rất phê luôn. Úi dồi ôi. Chiến nó. Vẫn còn. Ô, 93% mặc dù mình đánh rất là sida luôn. Hay. Đi về anh em ạ. Vâng, quá phê nhá. Ok, mình sẽ sử dụng thanh niên này. Let's go. À không, mình chơi tiếp được. Mình chơi thử được hết mấy con này mà. Thôi thì hẹn các bạn video sau. Mình chỉ trải nghiệm chút xíu thế thôi. Và các bạn ơi, vâng, Supercell đang có một loạt cái event cho anh em đi thi đấu này. Vâng, quá nhiều event luôn để anh em vâng đập gem, đập giết các kiểu vào đầy các bạn ơi. Vâng, có gói 1 triệu. Trời ơi, vâng, rất nhiều gói giá trị ở đây nữa anh em này. Tuyệt vời luôn. Nếu bạn nào mà có nhu cầu mua vé vàng thì hãy nhanh tay liên hệ mình để mình hỗ trợ cho các bạn mua vé vàng cũng như các gói ưu đãi ở đây nhá. Và gói ưu đãi này thì giá này và mình sẽ cộng thêm tiền phí anh em nhé. Vâng, quá nhiều sách đồ các thứ luôn. Ui dồi ôi. Vâng, có lẽ là mình sẽ có một màn video đập gem to max tiếp ở trong video tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng qua ngôi làng bóng đêm này các bạn này. Ngôi làng bóng đêm này thì mình không có cái gì để nâng cả, nhưng mà nó có cái review cho anh em, đó chính là đánh nó không mất thời gian về đẻ lính với cả là chờ hồi máu nữa.
Đây, bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái này. Ok. Và chơi combo PK. Xong trận nào. Để mình sẽ review cho các bạn để thấy được sau khi đánh xong về nó sẽ không còn phải chờ đợi sản xuất lính nữa. Và những cũng như là không chờ phải hồi máu cho con cỗ máy chiến đấu của chúng ta nữa. Rất vui, rất phê các bạn ơi. Let's go. Attack, attack. Do it bro. Mình cứ nghĩ là bản update này nó sẽ sau khi kết thúc mùa giải cơ. Nhưng mà có lẽ mình sẽ phải mua vé vàng. Mình sẽ mua vé vàng để có nhiều cái phần thưởng hơn nữa. Thì mình sẽ review cho các bạn về cái màn Gem to Max ở Thảo Hồn 13 cho anh em biết được. Vâng, quá trình nâng cấp khét lẹt lẹt. Đập tết tôi là nhòe luôn. Ở trận này đang rất là ok rồi. Bum. Chơi nó toang. Rồi bây giờ về này, về nha anh em nhá, về xem là biết này. Chiến thắng rồi, ngon. Đấy, các bạn thấy không? Được đánh tiếp luôn. Được đánh tiếp luôn và không phải chờ sản xuất lính và cũng như là thằng tướng nó cũng đã hồi sinh đây. Đó, bây giờ anh em có thể đánh tiếp được nha. Mình không hề sử dụng thuốc cường hóa này. Bây giờ thì nó cho các bạn là cường hóa tới 30 phút free này. Và nó sẽ hồi chiêu là bao giờ? Vâng, sau khi hồi chiêu nó phải mất 20 mấy tiếng này. Mình nhớ không nhầm là như thế. Ok các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ về làm bóng lần chính này, đánh thêm trận nữa. Đi bé một trận nào anh em ơi, bằng đủ quân rồi. Let's go. Let's go, let's go. Wow. Đây là một mẫu bay trôn. Một mẫu bay mà đã từng tạch lô rất nhiều lần rồi. Càng. Càng quá. Và như vậy là ngôi làng của địch nó cũng có cái... có cái thác nước đây anh em nha. Rồi thằng Kinh đã loi nhoi ở đây rồi. Chiến đi anh em ơi. Quảng giáo vào luôn. Vâng, các bạn có thể thấy là nó đang đốt rất gắt luôn. Công quản giáo lên. Úi trời ơi, vẫn rất nhiều công trình. Nó đã lòi mồm vào đây để nó thi đấu, nó chơi mình rồi. Vâng, cái gì đây. Vâng, bịt một phát nữa nào. Vâng, cực kỳ nguy hiểm ở khu vực trung tâm. Vâng, sẽ là bịt một pha nữa thôi. Gồng lên. Ủa, sao vẫn còn balloon ở đây thế này. Rồi. Và như vậy là đã tạch lô đến từ thanh niên Royal Champion của mình rồi. Cái gì đấy? Vâng, tại sao lại có trận thi đấu đánh đấm như thế này? Ô, Queen nó không đi vào, nó lại chạy ra. Vâng, để Royal Champion nó ăn hôi quá nhiều đến rồng của chúng ta rồi. Các em ơi. Vâng, đánh đấm tạch lô rồi. Vâng, có quá nhiều thứ nên mình không thể một video cập nhật hết cho anh em được. Và mình sẽ cố gắng làm nhiều video liên tiếp cho các bạn nữa nha. Vâng, review, vâng, lượt review những bản cập nhật mới nhất của Clash of Clans đây anh em ạ. Vâng, bản cập nhật mùa xuân năm 2020 đây rồi. Và như vậy là 80 thì chưa ăn thua, 80 được đâu, 24, 25 cúp thôi. Vâng, quá ít so với quy định. Vâng, người chơi này vâng chưa nâng mắt thêm một cái gì cả. Vâng, mình thì đã nâng một cái mô tả rồi. Búp. Ok. Vâng, 83%, 26 cúp thì phải. 27. Vâng, đi về. Vâng, bây giờ mình sẽ xin lính cho anh em xem nhá. Wow, gặp gỡ với cả là Super Troop. Ok luôn baby. Ok. Tuyệt vời. Đây anh em nhá. Vâng, xin lính này. Đó, bây giờ vâng đúng như những gì mình đã làm đúng không? Ở đâu rồi? Chưa đổi à? Vâng, lại lỡ rồi. Vâng, nãy chưa ghi lại cho anh em xem rồi. Ok, như vậy thì mình đã review nhanh tất cả những cái mới ở trong COC. Nâng thêm được rất nhiều lính. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video rất nhanh tới đây nữa nha. Bye bye.